Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay du lịch giải trí xin giới thiệu đến tất cả quý vị Radisson Blu Resort Cam Ranh, cách sân bay quốc tế Cam Ranh khoảng 8 phút đi xe. Xin mời quý vị dạo một vòng xung quanh khu resort này nhé. Xin mời. Radisson Blu Cam Ranh. Thì Radisson Blu Resort Cam Ranh là khai trương vào tháng 12 2019. Thì cảm hứng chủ đạo là cảm hứng làng chài. Thì bên em có hai hồ bơi, một hồ bơi ở phía trước sảnh là mọi người thường thấy là hồ bơi chính, còn một hồ bơi ở như là hồ bơi nhỏ đối diện biển á, là một hồ bơi quay ba, là một hồ bơi nhỏ nữa, là và có thêm một hồ bơi trẻ em. Thì trong khoảng vài năm gần đây thì cây cối được trồng lại cho nên mọi người thấy sẽ xanh hơn thời gian đầu. Và những cái nhà mọi người thấy là những cái villa, tổng cộng là 36 villa, đa số là một phòng ngủ. Thì chỉ có 3 đến 4 căn 2 phòng ngủ và một căn duy nhất 3 phòng ngủ là tí nữa mọi người sẽ tham quan. Dạ, mỗi cái chỗ máy là nó mỗi riêng một cái. Tất cả villa đều có hồ bơi riêng. Dạ. Đó là căn 1 phòng ngủ và 2 phòng ngủ này sẽ giá nó sẽ nhỉnh hơn một tí. Dao động từ 4 triệu đến 5 triệu một căn, tùy theo thời điểm, còn căn ở ngoài thì mắc hơn, dao động từ 7 đến 8 triệu. Dạ. Ngoài chỗ này thì bên em có bán là BBQ dinner á chị. Dạ, có dịch vụ đó, BBQ dinner với lại có floating breakfast luôn. Dạ. Ngoài leisure thì bên em còn có phân khúc thị trường là phân khúc MICE, cho là phân khúc về team building, về nghỉ dưỡng đoàn. Thì có bãi cỏ bên này hoặc là một bãi cỏ ballroom để tổ chức các hoạt động team building. Đối với tiền thuê bãi cỏ thì có một số chỗ tụi em tính phí, một số chỗ thì tụi em free cho khách. Ví dụ như là bãi cỏ chỗ ballroom tí nữa mình tham quan á, thì nó không nằm ở vị trí đối diện biển thì tụi em có thể free cho khách đến chỗ đó. Dạ. Còn với vị trí đối diện biển thì phí thuê khoảng 3-4 triệu một lần chơi team building. Không giới hạn giờ. Dạ, không giới hạn giờ. Bên kia bên em cũng có những cái quầy bar chị, chỗ cái dù màu xanh á. Mình cũng có cái quầy bar ngoài đó. Bên em thì có thể hỗ trợ là thuê loa, thuê loa hay là thuê những cái đơn vị mà vào để mà entertainment thì có thể hỗ trợ thuê những cái việc đó. Ngoài đây là những cái khu vực là bãi biển hay là bãi cỏ thì bên em cũng có thể hỗ trợ location cho team building. Ở cái bên C là dạ. Khoảng mùa thấp điểm từ 20 đến 30% thôi là cao rồi đó. Còn những còn vào mùa summer, mùa vừa rồi thì 70-80%, có những lúc 100% full phòng. Mình có bao nhiêu phòng? Tổng cộng là mình có 292 phòng, 36 villa. Mọi người, đây là loại phòng cơ bản của bên em là Deluxe Ocean View. Thì cái phòng này nó nhỏ hơn cái phòng của mọi người ở, là phòng này chỉ là 45 mét vuông thôi. Tổng cộng cái ban công nữa là 55 mét vuông. Thì tất cả các phòng của bên em đều có ocean view hướng ra biển hết. Em giới thiệu đây là cái phòng executive suite của bên em. Phòng này phù hợp cho gia đình. Phòng này còn rộng cỡ 115 mét vuông thì nó ở cái tầng cao hơn. Và khoảng 7 triệu đổ lại. Nhưng mà giá đó là không có cái connecting. Có cỡ 8 căn. Dạ. Yeah. Này lớn hơn cái kia. Dạ. Yeah. Nó phù hợp cho gia đình nhưng mà bên em số lượng rất là ít. Dạ đúng rồi, nó có connecting room luôn. Bên đây là deluxe nè, còn bên đây là executive suite. Dạ, nó connecting room luôn, phù hợp cho gia đình. Thôi mình qua villa luôn. Đây là villa một phòng ngủ ocean view. Dạ. Thiết kế hiện đại, tất cả đều có hồ bơi riêng. Thì trong phòng có thể kê được một giường phụ, gia đình có thể ở được luôn. Ở ngoài này thì có thể làm romantic dinner, BBQ, có thể order floating breakfast, floating TJ cũng được. Những dịch vụ đó là offer riêng cho khách ở villa. Dạ. Khách muốn đi đâu thì sẽ gọi bất ghi là tới chở đi. Dạ. Sau dịch đó thì những cái lưu trú mà kiểu như private như là villa được ưa chuộng nhiều hơn á chị. Dạ, cho nên là những căn này tụi em bán rất là được. Dạ.
Những cái phòng này thường thì tụi em bán với Executive Lounge, là access ở trên cái tầng 13 của mình á. Dạ, là đúng rồi, rồi có free access, là có hai giá, một giá là access trên đó, một giá là không sử dụng thì nó sẽ thấp hơn. Dạ. Thì mọi người thường ngày xưa là mọi người thường đi team building, người ta sẽ mua vào thành phố nhiều hơn. Nhưng mà từ khi dịch đó thì họ lại prefer những cái location là ở ngoài, ở xa cái khu vực tập trung đông người, tìm kiếm những cái địa điểm mới. Thì đó là lý do vừa rồi, là tháng summer vừa rồi là bên em bán team building với là đoàn rất là tốt, là bởi vì họ thích những địa điểm mới, thích khám phá những chỗ mới và thích những chỗ ít đông đúc và nghiêng về nghỉ dưỡng. Dạ, thì em nghĩ đó là cái sự thay đổi mà thấy rõ ràng nhất. Dạ. Thật sự thì đối với cái phần team building á, thì nó có vấn đề về location với lại cái vấn đề về dịch vụ á, nó là nó quan trọng nhất. Dạ. Thì đối với cái giá cả thì nó sẽ cạnh tranh giữa các khách sạn rất là nhiều. Cho nên là thật sự là về nổi bật thì không có, nhưng mà về chất lượng dịch vụ cũng như là về cái location á, thì cũng không có nhiều resort ở khu Bãi Dài có thể offer được cái location cho một cái team building với sức chứa từ 200-300 người. Dạ, thì đó cũng là một điểm mạnh của bên em, lại là bãi biển nữa. Dạ. Thì cái những cái xoắn ốc là những cái spa là mọi người đã từng trải nghiệm rồi, cảm hứng của nó là những cái thuyền thúng. Và những con cái thuyền thúng ở trên biển thì nó là cảm hứng như vậy. Có 14 phòng chích mình. Bên kia là nhà hàng Blue Lobster Restaurant, thì nhà hàng được giải thưởng là Luxury Award năm 2021 với Vietnam Best Vietnamese Cuisine, và vừa rồi là có giải thưởng Hậu Đề Grande cũng là về Best Vietnamese Cuisine luôn, và nổi tiếng về seafood. Thank you.